Kính thưa quý vị, nhìn lại hành trình của tuyển Futsal Việt Nam tại giải Futsal châu Á 2022, có thể thấy rằng dù kết quả thắng hay thua thì cũng thể hiện đúng thực lực của hiện tại. Trong hình thể thao số 82 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bình luận viên Thành Lương về những hy vọng mới của tuyển Futsal Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Diego Justozzi. Vâng, xin chào anh Thành Lương ạ. Chào chị Thùy Linh và xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Góc nhìn thể thao trên Media Lao động. Anh Thành Lương này, khi mà nhìn lại cái màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam tại Futsal châu Á 2022 thì anh thấy những điểm sáng nào đáng được ghi nhận ạ? Tôi cho rằng là một trong những cái điểm sáng mà huấn luyện viên Justozzi đã truyền được cho các học trò của mình đó là cái cảm hứng thi đấu, cái tinh thần quyết chiến. Thực ra thì nếu mà nói như thế thì nó cũng không quá rõ ràng, bởi vì là chúng ta đều biết rằng là dưới thời một huấn luyện viên mới thì bao giờ các cầu thủ cũng phải nỗ lực để mà ghi điểm trong con mắt của huấn luyện viên. Và xét về mặt thành phần lực lượng thì những nhân tố mà huấn luyện viên Justozzi có trong tay vào thời điểm hiện tại không có nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên cái mà chúng ta phải ghi nhận đó là sự quyết tâm và ý chí chiến đấu đến cùng của những nhân tố. Có thể nó chưa phải là của tất cả các tổ đấu đâu, nhưng mà là của những nhân tố trong từng tổ đấu. Thì theo cái nhận xét của tôi qua cái giải Futsal vô địch châu Á vừa rồi thì tôi thấy rằng là trong từng tổ đấu có những nhân tố vẫn thể hiện được cái ý chí, sự khát khao và cái quyết tâm muốn chứng tỏ cũng như là đóng góp cho cái thành tích chung của đội bóng. Theo tôi được biết thì huấn luyện viên Diego Justozzi có nhận xét rằng là Futsal Việt Nam cần phải thay đổi rất là nhiều về thể lực, thể hình lẫn tâm lý, chiến thuật cũng như là khả năng chơi độc lập của mỗi cá nhân. Nhưng mà có một điểm rất là đặc biệt là phải nâng cấp giải đấu trong nước. Vậy thì anh nghĩ rằng là đây có phải vấn đề đáng lưu ý nhất không ạ? Thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái phát biểu của huấn luyện viên Diego Justozzi nó cũng gửi đến một cái thông điệp cho các nhà quản lý và điều hành Futsal, rồi là tổ chức giải vô địch quốc gia Futsal. Tức là gì? Vấn đề hình thể này, rồi thể lực này, rồi tư duy chiến thuật này, rồi kỹ thuật của cầu thủ là vấn đề mà các huấn luyện viên, rồi các chuyên gia và ngay bản thân các cầu thủ cũng đã thừa nhận rồi. Thế còn cái chuyện là nâng cấp giải vô địch quốc gia thì chúng ta đều biết rằng là trong kể từ khi Đài Tiếng Nói Việt Nam tham gia cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào việc tổ chức giải vô địch quốc gia Futsal thì chúng ta biết từ năm 2017 cho tới nay cái chất lượng giải đấu đã được nâng cao lên. Mặc dù là nhà vô địch thì vẫn chưa thay đổi, nhưng mà cái chất lượng, cái tính cạnh tranh và cái sự kịch tính của các trận đấu, chứ không nói đến cả một cái chặng đường dài của một giải đấu, nó đã được cải thiện hơn rất nhiều và nâng cấp lên một cách rõ rệt. Rồi ở góc độ truyền thông thì chúng ta cũng thấy rằng là cho đến trước năm 2017, hầu như là nếu tôi nhớ không nhầm thì không có một giải đấu nào mà ngay kể cả các trận vòng loại cũng được tường thuật trực tiếp tất tần tật 100% trên sóng truyền hình. Thế nhưng mà điều đó đã xảy ra đối với giải Futsal vô địch quốc gia. Và tôi nghĩ rằng điều đó nó sẽ góp phần làm tăng hình ảnh, tăng cái tính quảng bá và phát triển đối với phong trào Futsal. Và ở một góc độ khác thì cái sự cạnh tranh của các đội bóng và các trận đấu nó sẽ nâng tầm cái giải đấu ở cấp vô địch quốc gia. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn nhìn thấy những cái hạn chế, và như huấn luyện viên Justozzi, mặc dù ông ấy cũng có nói rằng là tôi mới chỉ sang đây làm việc có 6 tuần thôi, thế nhưng mà ông ta đã chỉ ra được rằng là cần phải nâng cấp quốc gia. Có nghĩa là với chúng tôi, những người mà đã tham gia vào cái công tác tổ chức vô địch quốc gia này từ năm 2017 đến nay, thì chúng tôi cũng nhìn thấy nhiều vấn đề hơn những gì mà ông Justozzi nói. Như anh vừa nói thì Futsal của Việt Nam thì cũng đã được nâng tầm khá là nhiều, và chúng ta thực tế thì chúng ta đã có 2 lần mà tham dự World Cup với cái bộ môn này rồi. Tuy nhiên là sự đầu tư với bộ môn này thì dường như nó vẫn còn chưa mạnh mẽ. Anh nghĩ sao về điều này ạ? Nếu mà nói sự đầu tư chưa mạnh mẽ thì tôi cho rằng là nó cũng chưa đúng. Nó chỉ ở một mức độ, ở một phần thôi. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là nhà tài trợ kim cương của giải Futsal vô địch quốc gia là HD Bank. Thì trong những năm gần đây là một trong những cái nhà tài trợ đồng hành và rất là trung thành và rất là nhiệt huyết đối với cái phong trào Futsal này. Và rõ ràng
ngay kể cả trong là cái quá trình khó khăn, rất nhiều tập đoàn, rất nhiều các công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, thế nhưng mà họ vẫn không từ bỏ, không lấy lý do rằng là vì ảnh hưởng bởi dịch Covid mà từ bỏ cái việc là tài trợ cho Busan. Đấy, đấy là một. Thứ hai nữa là mặc dù là trong 3 năm trở lại đây thì có những cái sự biến động về số lượng đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia, ngay kể cả từ vòng loại cho đến là vòng chung kết, thì chúng ta phải thừa nhận rằng là có những nhà đầu tư mạnh mẽ đấy. Tôi có thể kể ra ví dụ như là Đà Nẵng FC trước đây, rồi Cardia trên Sài Gòn, nghĩa là đã có những cái nhà đầu tư đến với Busan, nhưng vì cái sự hiểu biết của họ đối với bóng đá nói chung và Busan nói riêng, rồi là vì nhân sự họ lựa chọn, vì phương pháp điều hành và quản lý chưa được chính xác, vì Busan thực sự là này vẫn còn chưa có cái sự phát triển một cách cơ bản, căn bản, từ gốc cho đến ngọn. Nghĩa là cái phong trào Busan nó vẫn còn đang thiên lệch. Ở phía miền Nam thì phát triển rất là mạnh, ở phía miền Trung thì bắt đầu có những cái dấu hiệu của sự suy thoái. Và bởi vậy cho nên cái sự đóng góp và thu hút nhà đầu tư từ phía Bắc vào các đội bóng, rồi cùng với sự cạnh tranh của những cái môn bóng đá nhánh khác, ví dụ như là bóng đá sân bảy, rồi là bóng đá phong trào. Và vì vậy cho nên là rõ ràng là ở góc độ gọi là tổ chức và nâng cấp thì đúng, chúng tôi thừa nhận. Ở góc độ đầu tư thì đúng là nó còn có những cái gọi là cần phải thu hút đầu tư một cách mạnh mẽ hơn. Nhưng để mà nói rằng là không có đầu tư hoặc là đầu tư còn yếu thì tôi chưa đồng ý lắm. Vậy thì anh có nghĩ là để Busan phát triển mạnh mẽ hơn nữa thì chúng ta cần thêm những ông bầu như là Trần Anh Vâng, đúng quá. Đó là điều mà lãnh đạo các câu lạc bộ, từ chủ tịch các câu lạc bộ Busan cho đến huấn luyện viên, cho đến các cầu thủ, chúng ta đều biết rằng là nếu như mà không có nhà tài trợ thì đương nhiên là giải vô địch quốc gia không thể nào tổ chức được, đúng không ạ? Bởi vì là bây giờ là tất cả các ngành đều có cái xu hướng là xã hội hóa và rất mong muốn xã hội hóa, và bản thân các nhà đầu tư thì cũng muốn sử dụng cái sự kiện thể thao đó là một cái kênh để quảng bá cho thương hiệu của mình, và đồng thời có thể là mở rộng cái hình ảnh. Vì ví dụ như là Busan chẳng hạn, chúng tôi tổ chức các cái trận đấu, cái sự kiện Busan đấy theo cái hướng là thân thiện với cộng đồng, để nó trở thành một cái sự kiện mà ở đó không chỉ dành cho người hâm mộ bóng đá, người hâm mộ Busan, mà nó còn là sự kiện để cho cả gia đình người ta đến để mà giải trí. Không phải là chỉ có gia đình của cầu thủ mà là những người yêu thích thể thao, người ta muốn lôi kéo các thành viên trong gia đình mình đến để trải nghiệm cái cảm xúc vào ngày cuối tuần. Nếu như mà thôi thì đến công viên mãi cũng chán, rồi đi xa thì thời gian không hạn hẹp, vậy thì hãy đến nhà thi đấu và tận hưởng cái cảm giác là vui cũng có, buồn cũng có, hy vọng cũng có, thất vọng cũng có. Và rõ ràng là khi đội bóng mình ủng hộ mà ghi được bàn thắng, mà nó lại là bàn thắng ở giây cuối cùng của một trận đấu, mà cái điều đó không phải là hiếm khi xảy ra, mà là tần suất xuất hiện khá là nhiều, thì cái cảm xúc nó vỡ òa lên. Thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Người ta gọi là trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Đẩy mọi cái cung bậc cảm xúc của con người lên cắt cao trào, cao độ khác nhau. Và đó chính là cái điều mà tất cả các nhà tổ chức thể thao, rồi nhà đầu tư, nhà tài trợ, người ta rất mong muốn ở các đội bóng, ở các cầu thủ, ở các huấn luyện viên. Vâng, một câu hỏi cuối cùng mà tôi muốn dành đến bình luận viên Thành Lương là anh đánh giá như thế nào về cơ hội của tuyển Busan tại World Cup 2024? Thực sự đây là một cái câu hỏi có thể nói là rất khó, đúng không ạ? Bởi vì là nếu như muốn nói về cái câu chuyện là cơ hội World Cup thì chúng ta cũng đã từng có thời điểm là sau 2016 thì chúng ta không giành được quyền tham dự tiếp, và phải tới vừa rồi thì chúng ta mới lại có một cái cơ hội nữa. Thế thì nhìn lại vào cái lực lượng hiện tại mà đang có trong tay của huấn luyện viên Diego Justozzi thì chúng ta thấy rằng là bản thân ông ta cũng đã nhìn thấy rằng là phải có những sự thay đổi về mặt nhân sự, phải có những gương mặt mới,
phải có một cái sự khát khao mạnh mẽ hơn. Rồi là nhà đầu tư, càng có thêm nhà đầu tư vào cùng với các câu lạc bộ, vào các đội bóng, vào với giải đấu, thì sẽ cái công tác truyền thông nó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Và đương nhiên khi mà công tác truyền thông được đẩy mạnh thì cái sức thu hút đối với khán giả, đối với lực lượng thanh niên đến với các đội bóng futsal, đến với các sự kiện futsal sẽ càng rầm rộ hơn, và từ đó nó thúc đẩy, nó là quan hệ hai chiều mà. Và vì vậy cho nên là nó mới giúp cho cái phong trào, cho cái giải futsal, cho các đội bóng futsal. Quay trở lại cái câu hỏi của chị rằng là cơ hội tham dự World Cup 2024 như thế nào, thì tôi nghĩ rằng là tới đây, ví dụ chẳng hạn nếu như mà giải futsal có còn 6 đội bóng tham dự thôi, nhưng nếu đó là 6 đội bóng chuyên nghiệp và đá sân nhà sân khách, rồi huấn luyện viên có trình độ, có đẳng cấp, thì cái tính cạnh tranh nó vẫn được duy trì, và từ đó huấn luyện viên vẫn có thể tìm ra được những cái nhân sự tốt nhất cho đội bóng. Rất là cảm ơn bình luận viên Thành Lương về những chia sẻ rất thú vị và thẳng thắn vừa rồi ạ. Và hy vọng là dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zutoji thì Futsal Việt Nam sẽ còn có những cái bước tiến mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hè oi bức, có bia Sài Gòn chiêu, lọc lạnh sâu âm 2 độ, mát lạnh, chiêu như ở biển. Bia Sài Gòn chiêu, bật mút hè, chiêu sảng khoái. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.